Vâng, chào mừng quý vị đến với chương trình Nàng Dâu Thời Nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 19h15 thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông bi thực hiện. Và bây giờ chúng ta hãy đến với gia đình đầu tiên. Chính Vĩnh Long xin trân trọng và xin chào gia đình của mình, lời chào yêu thương nhất ạ. Và hôm nay đến với chương trình Nàng Dâu Thời Nay, ai là người đi đăng ký chương trình vậy? Dạ vâng, em à. Em? Dạ vâng. Tại sao em lại đăng ký chương trình Nàng Dâu Thời Nay? Cũng do công việc của em bận rộn cả ngày á. Vậy cho nên hả? Chiều tối về thì có ít thời gian gặp mẹ chồng quá, cho nên là muốn tham gia chương trình này để gắn kết. Hay quá, đúng đó. Và bây giờ thì chúng ta hãy giới thiệu tên, tuổi của mình và nghề nghiệp cho Trinh được biết nha. Dạ, xin chào MC Kim Tử Long, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Minh Vi, năm nay 33 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng ạ. Dạ, em đến tham gia chương trình chung với mẹ chồng và chồng của em. Kính chào MC Kim Tử Long, kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Phạm Minh Châu, 72 tuổi. Hiện nay tôi đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với con trai tôi và con dâu và hai đứa cháu nội. Ồ, xin chào anh Kim Tử Long. Xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Duy Hoàng. Năm nay tôi 42 tuổi. Công việc chính của tôi là kinh doanh giày dép. Và thỉnh thoảng khi mà những ngày nghỉ thì có bà xã ở nhà coi tiệm thì tôi có tham gia vài phim truyền hình. Ồ, mình có tham gia phim nữa. Dạ. Xin chào đón gia đình mình đến với chương trình Nàng Dâu Thời Nay. Và như hồi nãy tâm sự của Vi thì Vi nói là Vi phải đi làm nhiều, ít có tâm sự với mẹ. Còn chúng ta muốn hỏi mẹ là mẹ nghĩ gì về cái người con dâu này ạ? Nó cũng bận rộn nhiều công chuyện lắm. Dạ. Thành ra có thời gian ở nhà đó, hai mẹ con cũng ít có dịp để mà gần gũi nhau. Dạ. Thành ra bây giờ sẵn cái chương trình này đây đó, con dâu tôi nó đăng ký để cho mà hai mẹ chồng với nàng dâu tìm hiểu nhau thêm. Đối với chương trình Nàng Dâu Thời Nay thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm và cũng để gần gũi hơn, để mẹ chồng và nàng dâu hiểu nhau hơn. Xin mời gia đình mình vào vị trí nha. Xin mời ạ. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy chào đón gia đình thứ hai. Vâng, chúng ta xin chào gia đình mình. Xin chào MC và quý vị khán giả. Em là Thể Phụng, hiện tại là nhân viên văn phòng. Dạ, xin chào MC Kim Tử Long và xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Trần Thị Uyên Chi, năm nay mình đã 52 tuổi rồi. Và công việc của mình là kinh doanh về áo quần thời trang dành cho nữ trung niên. Dạ, còn bạn trai. Xin chào MC Kim Tử Long và xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Tường Minh, năm nay tôi 26 tuổi và tôi đang làm tổ chức sự kiện. Đối với chương trình Nàng Dâu này là chắc chắn rằng là Kim Tử Long nghĩ rằng mẹ chồng sẽ có rất nhiều điều muốn nói với nàng dâu, đúng không ạ? Tên của chương trình là Nàng Dâu Thời Nay thì nó đã nói lên tất cả rồi. Thực sự thì nàng dâu của mình rất là dễ thương. Hai vợ chồng thì cũng trẻ, cũng mới cưới thôi. Cô con dâu của mình thì rất là nhí nhảnh, rất là mạnh mẽ và lanh lẹ, làm cho không khí trong nhà lúc nào cũng vui vậy. À, em thấy là mẹ chồng của em dễ hay khó? Dạ, thật ra thì dễ hay khó là do cái cách mà mình tiếp nhận thôi. Chứ đối với em thì mẹ em thì em coi như là mẹ ruột ấy, cho nên là dễ thương lắm. Hay quá, bây giờ chúng ta sẽ vào chương trình Nàng Dâu Thời Nay để gọi là trải nghiệm và cũng như là để chia sẻ. Xin mời gia đình mình vào vị trí nha. Vâng, và bây giờ thì hai gia đình đã vào vị trí. Chúng ta sẽ đến với vòng 1 mang tên Mẹ Con Hợp Ý. Nhưng trước khi đến với vòng 1, chúng ta nghỉ giải lao trong ít phút. Vâng, chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Nàng Dâu Thời Nay với vòng 1 mang tên Mẹ Con Hợp Ý. Luật chơi, cả hai đội sẽ cùng nhau tham gia trả lời 3 câu hỏi với 3 chủ đề khác nhau do chương trình đưa ra. Hai gia đình có thời gian hội ý và phân công thành viên để chọn ra người phù hợp với từng chủ đề. Thời gian trả lời là 10 giây sau khi MC kết thúc câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng đạt 10 điểm. Nếu bấm chuông nhưng trả lời sai hoặc thiếu, đại diện đội còn lại sẽ có thể bổ sung và trả lời trong 5 giây tiếp theo, và nếu đúng thì đạt 5 điểm. Nhưng trước khi vào vòng 1, chúng ta hãy đặt tên cho gia đình mình. Bây giờ xin mời bên gia đình của em. Dạ, bên nhóm em chọn là tên Hoa Mai ạ. À, là mình thích mùa xuân đúng không? Dạ đúng rồi, hoa mai tượng trưng cho một đầu năm mới và mùa xuân tượng trưng cho sự vui vẻ và sum họp. Hay quá, hợp ý. Còn gia đình của Phụng? Dạ, gia đình của em là chọn tên là Hướng Dương. Tại sao mình lại thích hoa hướng dương? Một phần là hoa hướng dương là hoa mẹ chồng em thích. Một phần còn lại là hướng dương luôn đối với em thì nó là một trưng cho một sự may mắn. Cho nên là em muốn hôm nay ba mẹ con đều có sự may mắn nhất định trong chương trình. Hay quá, hoa mai và hướng dương.
Bây giờ chúng ta sẽ có 5 giây để hỏi ý coi ba thành viên trong gia đình của mình là ai sẽ là cái người phù hợp với chủ đề làng nghề để cùng thi đấu với gia đình bạn. 5 giây hỏi ý bắt đầu. 5 giây hỏi ý đã hết. Gia đình Hoa Mai ai là hợp với chủ đề làng nghề ạ? Dạ em ạ. Em. Còn gia đình Hướng Dương? Dạ là em. Phụng, xin mời hai nàng dâu bước vào vị trí. Câu hỏi số 1. Tại miền Tây có làng nghề bánh tráng hơn 200 năm. Hãy cho biết đó là làng nghề nào? Hết. Vì là bánh tráng Thuận Hưng ở Cần Thơ. Làng bánh tráng Thuận Hưng. Làng bánh tráng Thuận Hưng. Đó là câu trả lời chính xác. Chúc mừng em. Xin mời hai thành viên trở về vị trí. Vâng, và câu hỏi vừa rồi đã đem về cho gia đình Hoa Mai 10 điểm. Vâng, bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 2 với chủ đề sức khỏe. Xin mời hai thành viên với chủ đề sức khỏe. Rồi, xin mời Hoàng và Mẹ Chi vào vị trí. Và bây giờ chúng ta hãy xem màn hình hiển thị. À, thấy chưa? Thấy cái màn hình chưa? Có một cái loài cây và một con bướm. Câu hỏi của chương trình đưa ra như sau. Đây là loài cây gì? Hết. Quang. Theo em biết là cây cỏ mây. Cái gì? Cỏ mây. Cây cỏ mây là câu trả lời chính xác. Chúc mừng em. Và xin mời hai thành viên trở về vị trí ạ. Cây cỏ mây là một loại thuốc nam quý được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền để làm thuốc dùng thân rễ và toàn cây. Dược liệu có vị đắng, tính mát, có tác dụng giải nhiệt, tiêu độc, lợi tiểu, chữa da vàng và mắt vàng. Chúc mừng gia đình Hoa Mai có 20 điểm. Chúng ta tiếp tục câu hỏi số 3 với chủ đề là ẩm thực. Xin mời hai thành viên còn lại ạ. Mẹ và em cùng lắng nghe câu hỏi số 3 về chủ đề ẩm thực. Kể tên ba nguyên liệu thường được dùng để tạo vị chua cho món canh chua. Hết. Mẹ. Đó là me, rau. Me, rau. Và hỏi là kể ba nguyên liệu thường dùng để tạo vị chua cho canh chua. Thời gian đã hết. Em. Dạ là me, sấu và cà chua. Me, sấu và cà chua. Đó là ba nguyên liệu chính xác. Vâng, xin cảm ơn. Xin mời hai thành viên về vị trí ạ. Vâng, và gia đình Hướng Dương được 5 điểm và gia đình Hoa Mai được 20 điểm. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy đến với vòng 2 của chương trình Nàng Dâu Thời Nay mang tên Con Dâu Của Mẹ. Vâng, chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Nàng Dâu Thời Nay với vòng 2 mang tên Con Dâu Của Mẹ. Trên bàn chúng ta là có những tờ giấy màu, những tờ bìa màu và có bút màu và có keo, kéo. Mục đích của chương trình đưa ra là ba thành viên của chúng ta phải làm sao gọi là kết hợp để làm ra một tấm thiệp. Tấm thiệp nội dung như thế nào cũng được, gửi tặng mẹ, gửi tặng chồng, gửi tặng vợ hay là gửi tặng bạn, tùy thích. Miễn làm sao trong đó chúng ta phải trang trí một cái thiệp thật là đẹp, thật là xúc tích, có nội dung hay là thật là gần gũi với gia đình. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ có lời bình. Và cái lời đó gửi gắm tình yêu thương của mình, ví dụ cho mẹ nè, hay cho chồng nè, hoặc là chồng gửi tình yêu thương cho vợ, để xem nội dung và cách trang trí như thế nào, ai làm đẹp nhất và có nội dung hay nhất, người đó sẽ chiến thắng trong vòng này. Chúng ta chỉ có 7 phút để làm cái tiệm này thôi. 7 phút bắt đầu. Làm cái thiệp gì cũng được nha em Phụng. Làm chủ đề 8 tháng 3. Bên đây cũng vậy. Vì đang viết một cái lời bình, một cái lời gửi gắm đến cho mẹ. Còn Hoàng thì đang làm thiệp. Còn mẹ, mẹ có thể cắt bông hoa hay là làm cái gì đó, có một cái biểu tượng gì đó cho nó thật là đẹp. Bên đây thì Long nghĩ rằng Phụng hình như là khéo tay hơn. À, Phụng khéo tay. Phụng đang là chỉ chồng để mà cắt một cái gì đó.
thời gian chỉ có 7 phút, cho nên là chúng ta phải làm cho thật nhanh và ý nghĩa cho thật tốt. Hay quá, hình như là Phụng giỏi về khéo tay ha. Khéo tay nè, giỏi về mỹ thuật nè, làm cái gì nó cũng khéo léo hết. Còn bên đây thì Kim Tử Long thấy là Hoàng đang sắp xếp một cái gì đó. Ô, xếp một chiếc máy bay. Một chiếc máy bay đang nằm trong một cái thiệp. Thời gian trôi qua đã nửa đoạn đường. Bình tĩnh, mình làm chắc, đẹp, nội dung đầy đủ ý nghĩa là sẽ thắng. À, cũng đang cắt những cánh hoa. Hay quá, những cánh hoa. Hai gia đình đang trổ tài cắt hoa giấy. Em đang cắt hoa hay gì vậy Vi? Em cắt hoa. Hoa gì to vậy? Hoa mai. Hoa mai sao màu xanh? Dạ, màu xanh cũng được mà. Cũng được mà. Đâu hoa mai đâu cho anh coi. Hả? Hả? Cái gì vậy? Ghép lại, ghép lại. Cái này hoa gì vậy? Ghép lại. Dán lên, dán lên, dán lên. La 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 la. Hay quá. Ô, một cái đó cái gì vậy Hoàng? Dạ em đang suy nghĩ nó là cái gì. Thôi con cắt rồi sao em muốn ghép hai thiệp á, ghép lại được chưa? Có nội dung có chưa? Dạ rồi, xong rồi luôn. Xong rồi đó hả? Dạ xong rồi. Thành quả của ba mẹ con. Mình phải coi kỹ lại, thời gian còn mà. Phải để cho nó kỹ lưỡng lại. Chứ xong rồi là mà nó không đủ nội dung rồi và nó không đẹp thì cũng... Thời gian chỉ còn một phút thôi nha Phụng ơi. Một phút trôi qua rất nhanh. Thời gian trôi qua rất nhanh, còn 30 giây. Mười giây. Chín. Tám. Bảy. Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Thời gian đã hết. Hay quá. Vừa đúng lúc là hai gia đình đã làm xong. Vâng, và sau 7 phút, hai gia đình đã kết hợp để làm nên một chiếc thiệp. Không biết là nội dung như thế nào, nhưng mà chúng ta hãy xem thành quả của gia đình Hoa Mai trước nha. Xin mời cho Long xem cái thiệp ạ. Đào, xem. Đây. Đây là chiếc thiệp của gia đình Hoa Mai. Đúng là chúng ta sẽ thấy là trong cái thiệp là có Hoa Mai. Và bây giờ chúng ta sẽ mở ra. À, thiệp có khóa đàng hoàng nha. À, chốt, có khóa. Một chiếc máy bay. Ai xếp đấy ạ? Dạ, Hoàng xếp một chiếc máy bay rất là đẹp. Còn đây là tấm thiệp nội dung. Xin phép cho Long được xem nội dung ha. Đây mọi người ơi, nội dung ghi rất là rõ ràng, chữ rất là đẹp. Có những cánh hoa, hoa màu xanh, hoa màu vàng. Con mong rằng cuộc sống của vợ chồng con ổn định để bên cạnh mẹ. Cảm động quá. Dạ vâng. Hy vọng rằng cuộc sống của mình sẽ luôn luôn là ổn định để được gần với mẹ nhiều hơn. Dạ đúng. À, rồi. Dạ cảm ơn. Dạ cái đó còn thiếu chữ ạ. À. Em xin giải thích thêm ạ. À. Con mong rằng cuộc sống của vợ chồng con được ổn định hơn và con có nhiều thời gian hơn để dành cho mẹ. Nhưng mà trong thiệp nó không có ghi vậy, mình còn thiếu cái đó nữa ha. Dạ, dạ. Bây giờ chúng ta hãy xem tấm thiệp mời của gia đình Hướng Dương. Xin mời. À, đây.
Hướng Dương. À, có ghi rõ địa chỉ, tên gia đình luôn. Hướng Dương nè mọi người ơi. Có một cái này là... Dạ, cái cây cỏ. Cỏ, có hoa lên, dễ hoa lên. Còn đây là những cái gì? Dạ, cái đó là những cái hình dạng như là trái tim bông hoa. À, trái tim bông hoa trang trí. Dạ. À, và bây giờ thì chúng ta mở vào cái thiệp. À, trong đây có một cái thiệp. Mẹ đây, mẹ thương chúc hai con thương yêu của mẹ thành công, hạnh phúc, mạnh khỏe và luôn bên mẹ trong những lúc vui vẻ trên cuộc đời này. Thương yêu, vẽ một trái tim. Và cái đây là chữ một gia đình nữa mà. À, là một gia đình. Đây là một cái thiệp của mẹ gửi cho hai vợ chồng. Còn bên đây là của hai người con gửi cho mẹ. Gia đình là tất cả, đúng không? Bây giờ thì đã đến lúc chúng ta phải công bố kết quả. Vâng, và sau khi xem hai tấm thiệp, nhưng cuối cùng thì chúng ta chỉ được chọn một mà thôi. Và kết quả như sau: 40 điểm đã thuộc về gia đình Hướng Dương. Đội Hướng Dương có nội dung lời chúc hoàn chỉnh, bề ngoài tấm thiệp chỉnh chu hơn nên đã giành chiến thắng. Vâng, và sau hai vòng thi thì kết quả như sau: gia đình Hoa Mai có 20 điểm. Vâng, và gia đình Hướng Dương đã đem về cho gia đình mình 45 điểm. Kim Tử Long xin được thay mặt chương trình gửi đến gia đình mình phần thưởng là 2 triệu đồng và một phiếu mua hàng vali túi sách ba lô trị giá 1 triệu đồng xin gửi mẹ. Đến với chương trình ngày hôm nay thì thật sự mà nói là chúng ta chưa có được may mắn để bước vào vòng trong. Nhưng mà không sao, đến đây là như hồi nãy là Vi đã nói là muốn cho mẹ và em cũng như là chồng có một cái chia sẻ. Và nhất là được gần nhau là vui, là đúng không ạ? Dạ vâng. Và bây giờ cảm nghĩ của em như thế nào khi mà em tham gia chương trình này? Dạ thì em rất là vui, đây là một cơ hội để cho mẹ và em có thể gần gũi nhau hơn, thân thiết nhau hơn và có thể là nói chuyện được nhiều hơn. Và cùng chung với nhau làm một tấm thiệp như vậy thì rất là vui. Sự đoàn kết gắn kết của gia đình càng thêm sâu hơn. Hay quá. Dạ. Dạ, xin cảm ơn gia đình đã tham gia chương trình Nàng Dâu Thời Nay. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với gia đình Hướng Dương để bước vào vòng 3 của chương trình Nàng Dâu Thời Nay mang tên Chung Một Mái Nhà. Nhưng trước khi đến với vòng 3, chúng ta nghỉ giải lao trong giây lát. Vâng, chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Nàng Dâu Thời Nay với vòng 3 mang tên Chung Một Mái Nhà. Luật chơi sẽ có 3 gói câu hỏi tương ứng với mẹ chồng, nàng dâu và người chồng. Các thành viên của gia đình sẽ chọn ngẫu nhiên một gói câu hỏi. Sau khi đọc câu hỏi, cả hai bên sẽ cùng nhau viết câu trả lời. Thời gian trả lời trong 90 giây. Mỗi đáp án đúng được 2 triệu đồng. Nếu trả lời đúng hết cả 5 câu sẽ mang về tổng giải thưởng là 20 triệu đồng. Gia đình Hướng Dương ơi, bây giờ chúng ta sẽ có 3 gói câu hỏi. Mình sẽ chọn gói ngẫu nhiên nào? Phùng, bây giờ mình chọn gói nào? Dạ, theo ý kiến của mẹ em thì em sẽ chọn gói B. Gói B, xin màn hình hiển thị gói B. Gói B là chồng. À, là con trai. Em đã hiểu chồng em được bao nhiêu? Em nghĩ là chắc khoảng 95%. Khá là hiểu chồng. Dạ. Em. Còn mẹ có hiểu được con mẹ 95% giống như là Phụng không? Với con trai của mình thì mình rất là hiểu con. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ vào vị trí để chuẩn bị vào vòng 3 mang tên Chung Một Mái Nhà. Xin mời gia đình. Vâng, và bây giờ thì gia đình đã vào vị trí. Chúng ta sẽ vào vòng 3 mang tên Chung Một Mái Nhà với 5 câu hỏi. Và nhớ một điều là sau khi Long đọc câu hỏi xong, gia đình viết đáp án vào trong cái bảng rồi thì phải nhớ là nói chữ xong để làm ngưng thời gian lại để dành thời gian cho những câu hỏi phía sau. Câu hỏi đầu tiên, chuẩn bị. Món ăn mà Minh tự tin nấu ngon nhất là món gì? Món gì ạ? À? Trứng ốp la, mì gói. Xong. Đáp án của mẹ và Phụng là Trứng chiên. Trứng chiên là món quá dễ làm đúng không? Ai làm cũng được, chỉ đập cái trứng ra rồi xong, xèo xong. À, để xem đáp án của mình là đáp án trứng chiên. Trung Quốc. Câu hỏi đầu tiên đã đem về cho gia đình mình 2 triệu đồng. Và bây giờ đến câu hỏi thứ hai. Hãy kể một biệt tài của Minh. Biệt tài gì? Nhanh lên, biệt tài gì ạ? Đá bóng. Xong. Ngưng. Biệt tài đánh đàn.
Ở nhà là Minh hay đánh đàn hả? Dạ. Đàn guitar hay là đàn ọt? Dạ, đàn guitar. Đàn guitar. Chồng đàn, vợ mẹ hát, còn vợ múa thôi. Hả? Gia đình làm một đoàn hát luôn. Chồng đàn, mẹ hát, còn vợ múa. Đáp án của Minh là đàn trung khúc. Chúng ta đã có thêm 2 triệu đồng tiền thưởng nữa là 4 triệu. Câu hỏi số 3. Minh thích mặc trang phục màu gì nhất? Màu gì? Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh, hồng, tím. Xong chưa? Xong. Ngưng. Câu hỏi này quá dễ đối với hai vợ chồng. À, bây giờ hai vợ chồng cùng dơ lên một lượt nha. 1, 2, 3 là màu vàng. Chính xác. Chúng ta đến với câu số 4. Tính cách nào của Minh được mọi người yêu mến? Quá dễ luôn. Quá dễ. Tính cách nào từ nãy giờ em thấy là xong. Xin mời đáp án của Phụng. Hiền. Hiền. Trùng khớp. Vâng, và bây giờ chúng ta đã trùng khớp 4 đáp án. Chỉ còn một đáp án nữa. Nếu trùng khớp là chúng ta sẽ có phần thưởng là 20 triệu đồng. Câu hỏi số 5. Nếu chọn giữa hoa, trang sức và đồ công nghệ thì Minh sẽ tặng vợ món gì? Hoa, trang sức và đồ công nghệ. Xong. 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 Ngưng. Minh thường tặng đồ cho em không? Em thì em không thích người bạn của mình tặng đồ nhiều, cho nên là chủ yếu thường hay đi ăn. Nhưng mà nếu như mà có tặng thường thì em chỉ cần là hoa hoặc là một ly nước hay là như thế nào thôi, em không cần nhiều. Đáp án của em là hoa. Hoa. Đáp án của Minh là hoa. Trời ơi, trùng khớp. Đúng là đơn giản, chỉ cần một cành hoa là đủ rồi. Vâng, và vì thế cho nên 5 đáp án vừa rồi đã đem về cho gia đình mình là 20 triệu đồng tiền thưởng. Vâng, và bây giờ thì chắc có lẽ là quý vị đã thấy là qua 3 vòng, gia đình Hướng Dương đã giành phần thưởng cao nhất của chương trình, 20 triệu đồng tiền thưởng. Thay mặt chương trình gửi đến gia đình phần thưởng 20 triệu đồng và một phiếu mua hàng vali túi sách ba lô trị giá 1 triệu đồng. Xin cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho ba mẹ con mình có được một khoảng thời gian đứng trên đây để nói chuyện với con, hai con luôn, mà đặc biệt là con dâu rất là non trẻ. Nhưng mà cái tính non trẻ của con nó lại là mang đến cho gia đình mình một cái không khí rất là vui. Dạ. Và mẹ mong rằng là khi mà có con thì con sẽ không những là vui mà con còn phải trưởng thành hơn nữa để mà dạy dỗ con cái của mình. Hay quá. Còn Phụng, sau chương trình này rồi thì em có lời nào muốn gửi gắm mẹ hay không? Dạ, thì sau chương trình con cũng mong mẹ là nhiều sức khỏe, yêu thương. Sau này có gì mà con chưa tốt hoặc như thế nào đó thì mong mẹ sẽ chỉ dẫn cho con nhiều hơn. Hay quá, đúng là đến với chương trình Nàng Dâu Thời Nay chúng ta sẽ gặp được những đôi vợ chồng, những tình cảm thân thương của người mẹ chồng dành cho nàng dâu. Và bây giờ thì thời lượng đã hết rồi. Kim Tử Long xin hẹn lại tất cả quý vị và các anh chị vào chương trình lần sau, phát sóng vào lúc 19h15 thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Mẹ chồng em là siêu dễ thương luôn á. Siêu dễ thương. Dạ. Tại sao lại siêu dễ thương với em? Ví dụ như là ở nhà em có làm sai hay là có lỡ hậu đậu một cái gì đó thì mẹ không có la mà mẹ đều nhắc nhở hoặc là chỉ cho em biết để rút cái kinh nghiệm lần sau. Ai là người đi đăng ký chương trình ạ? Dạ em. Em, lý do tại sao em lại thích và em đăng ký chương trình này? Em được bạn bè giới thiệu nè, với lại coi chương trình truyền hình đó anh. Thấy MC Kim Tử Long dễ thương quá cho nên hôm nay em muốn dắt mẹ em với chồng em hôm nay lên chơi.